Sáng nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức tòa đàm vai trò của truyền thông báo chí trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trước đó, hồi cuối tháng 3, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027. Trong đó nêu rõ, cần phát huy vai trò của các cơ quan thông tin báo chí trong thực hiện truyền thông chính sách pháp luật. Xoay quanh vấn đề này, nhiều nhà báo tham dự tòa đàm cho biết trên thực tế, có nhiều chính sách quy định pháp luật khi người dân vấp phải những khó khăn do bị tác động, ảnh hưởng bởi luật thì mới biết quy định pháp luật đó mới được ban hành hoặc sửa đổi. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền cung cấp thông tin cho báo chí để lan tỏa quy định pháp luật tới người dân còn nhiều hạn chế. Có ý kiến đề xuất cho rằng, trước khi sửa đổi, ban hành quy định luật, cơ quan chủ trì soạn thảo nên tổ chức họp báo để thông tin một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thay vì chỉ thông qua một kênh là đưa lên website của các cơ quan đơn vị.